Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng vừa có văn bản khẩn gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc bàn giao đất quốc phòng đợt 1 để thực hiện dự án nhà ga hành khách T3, cảng hàng không quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. Triển khai thực hiện nghị quyết số 93 ngày 28 tháng 7 của Chính phủ về tháo gỡ vướng mắc trong việc bàn giao đất quốc phòng để thực hiện dự án nhà ga hành khách T3 và dự án đường giao thông kết nối với T3, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị chủ động tích cực phối hợp với cơ quan chức năng của thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện các công tác kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thu hồi bàn giao đất theo quy định. Quân chủng phòng không không quân đã bàn giao 55 mốc giới là khu đất 16,05 ha để xây dựng nhà ga hành khách T3 cho Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tạo điều kiện cho Tổng công ty cổ phần Cảng hàng không Việt Nam, gọi tắt là ACV, thực hiện khảo sát, rà phá bom mìn, tập kết máy móc, thiết bị thi công, hoàn chỉnh vị trí cọc thí nghiệm và một vị trí cọc công trình gồm 100 cọc trên diện tích mặt bằng khoảng 3,15 ha tại các vị trí không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của quân chủng. Tuy nhiên đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa ban hành quyết định thu hồi đất, chưa bảo đảm kinh phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, dẫn đến tiến độ bàn giao đất còn chậm so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tại phiên họp thứ 3 Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải ngày 17 tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo giao Bộ Quốc phòng và thành phố Hồ Chí Minh thống nhất bàn giao đợt 1 là hơn 14 ha đất quốc phòng trong tháng 11 để triển khai thi công dự án. Để thực hiện đúng kết luận của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tiến độ và hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của quân chủng phòng không không quân, Bộ Quốc phòng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tạm ứng kinh phí cho quân chủng phòng không không quân trước mắt khoảng 29,5 tỷ đồng để sửa chữa doanh trại và các công trình thiết yếu, bảo đảm cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Song song đó, thành phố cần nhanh chóng phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tổ chức thực hiện theo quy định, ban hành quyết định thu hồi diện tích hơn 14 ha đợt 1 để quân chủng phòng không không quân có cơ sở bàn giao đất. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty cổ phần Cảng hàng không Việt Nam, tức ACV, là đơn vị chủ đầu tư dự án sẽ phải hoàn thành toàn bộ công tác thi công, xây dựng trong 24 tháng và đưa dự án vào khai thác trong năm 2024. Hiện tại, ACV đã hoàn thiện công tác chuẩn bị cho việc khởi công công trình. Tiến độ chung của dự án đang được xây dựng trên cơ sở, được bàn giao đất trong tháng 11. Công tác thi công cọc đại trà, nền móng, đáy hầm công trình sẽ hoàn thành sau 4 tháng, kể từ khi được bàn giao mặt bằng, dự kiến hoàn thành vào tháng 3 năm 2023. Ở hạng mục thân nhà ga là tòa nhà bên trên, ACV chờ Cục Quản lý Đầu tư xây dựng thẩm định duyệt thiết kế kỹ thuật. Dự kiến trong tháng 12 năm 2022, chủ đầu tư sẽ phát hành hồ sơ mời thầu và đấu thầu trong khoảng thời gian 2 tháng. Và đáng nói đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa nhận được mặt bằng sạch để thi công dự án. Công trình cấp bách được coi là thuốc cứu Tân Sơn Nhất, nhưng đến nay vẫn loay hoay chờ tháo gỡ. Kính mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để theo dõi sớm nhất những tin tức trên kênh YouTube báo Thanh Niên.